thông báo Ủy ban nhân dân huyện Đông Anh tổ chức đấu giá quyền sử dụng các thửa đất trong ô đất LK1, LK2, LK3 thuộc dự xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá quyền sử dụng đất Tây Bắc thôn Lệ Pháp, xã Tiên Dương, huyện Đồng Anh. Mục đích sử dụng đất, đất ở, giá khởi điểm từng thửa đất theo thông báo mời tham gia đấu giá, bước giá 500 đồng một mét vuông. Thời gian địa điểm phát hành hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ đăng ký đấu giá, đợt 1 từ 8 giờ ngày 13 tháng 9 năm 2023 đến 17 giờ ngày 27 tháng 9 năm 2023 giờ hành chính tại trung tâm chính trị huyện Đông Anh, địa chỉ thôn Đản Dị, xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Đợt 2 từ 8 giờ ngày 19 tháng 9 đến 17 giờ ngày 4 tháng 10 năm 2023 giờ hành chính tại trung tâm chính trị huyện Đông Anh, địa chỉ thôn Đản Dị, xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá. Đợt 1 8 giờ 30 phút ngày 30 tháng 9 năm 2023, thứ bảy, tại trung tâm chính trị huyện Đông Anh, địa chỉ thôn Đản Dị, xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Đợt 2, 14 giờ 30 phút ngày mùng 7 tháng 10 năm 2023, thứ bảy, tại trung tâm chính trị huyện Đông Anh, địa chỉ thôn Đản Dị, xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Đối tượng tham gia đấu giá, hộ gia đình cá nhân là công dân Việt Nam đủ 18 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự thuộc đối tượng được giao đất quy định tại Điều 55 Luật Đất Đai năm 2013. Thông báo mời đấu giá quyền sử dụng đất được niêm yết tại Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Đông Anh, Trung tâm Chính trị huyện Đông Anh, Ủy ban nhân dân xã Tiên Dương và được đăng tải trên cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản tại địa chỉ dgts.moz.gov.vn, cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tại địa chỉ sở tài nguyên môi trường hà nội gov.vn và cổng thông tin điện tử huyện Đông Anh tại địa chỉ Đông Anh-hà nội-gov.vn. Mọi thông tin xin liên hệ Ban quản lý giá đầu tư xây dựng huyện Đông Anh, số điện thoại 024 3883 2301 hoặc 0985 621 448. Công ty đấu giá hợp danh Đấu giá Việt Nam, địa chỉ ô số 6 tầng 1 tòa nhà Sunrise EIA No.2A, khu đô thị Sa Đồng quận Long Biên, thành phố Hà Nội, điện thoại 024 3984 2728.